Rồi giờ cái này mình cho nó sao sao đi. Rồi cầm như nè. Quay quên. Quay ngược chiều cái đồng hồ đấy. Quay là quay ở đây là ông thợ đây từ cầm cái tay phải phải không? Ngược chiều cái đồng hồ. Cầm tay phải mình quay rồi, ngược chiều đồng hồ. Mấy cái cỏ mình kia xin kính chào anh em ha. Thì hổm gầy trong thời gian đợi chờ máy thì anh em thì không có máy để quay lên để bán. Sẵn đây thì có một cái máy hiệu Ryobi nó đang hư cái chụp giật nè anh em. Nó hư một cái dây thiều chụp giật, nó không có rút được cái cọng dây nè. Thì hôm nay em sẽ nhờ ông thợ, đây là ông thợ bên em. Chào quý vị đi em. Dạ xin chào cô chú và các bạn ha. Chào quý vị. Dạ xin chào cô chú và các bạn. Đó, thì ông thợ bên em sẽ hướng dẫn cho cô chú cách thay cọng dây thiều và cách thay cái cọng dây giật nè anh em. Đó, thì anh em nhớ để ý thật là kỹ từng chi tiết của ông thợ ổng làm nghe anh em. Đó, máy về nhiều khi mình giật quá tay á, nói chung là cô chú chưa có gành sử dụng máy cắt cỏ, nếu mà giật quá tay thì nó sẽ hư cái lò xo này nè. Rồi thì hôm nay ông thợ em sẽ hướng dẫn cho cô chú cách lắp cái sợi dây thiều vào cái chụp giật nè anh em. Rồi đây là cọng dây thiều cũ dục bỏ ha. Rồi lắp cái cọng dây thiều mới vào cái chụp giật này nghe anh em. Đây máy này là hiệu Ryobi đó, Ryobi chung hãng với Mitsubishi đó cô chú. Rồi tiến hành ông thợ ơi. Rồi quay gần lại cho cô chú coi hai anh cameraman ơi. Rồi trong thời gian này thì anh em cố gắng là tập trung vào để mai mốt mình biết đường mình sử dụng luôn ha anh em. Đây là ông thợ đã tháo ra hết nè anh em. Đó, trong cái máy này thì nó sẽ có những cái chi tiết này nè anh em. Ông thợ ông tháo ra hết rồi. Ông thợ ơi, cho mình hỏi là cái chụp giật nào nó cũng cái kết cấu nó cũng giống nhau vậy không ông thợ? Dạ nó cũng tựa tựa như nhau, nhưng mà có nhầm cái là cái lò xo này nè. Là lò xo này có nhầm cái bự, nhầm cái nhỏ, rồi nó tầm lỡ lỡ nữa. Rồi nhầm cái là không có lò xo này nữa, là những chụp giật thẳng luôn á. Rồi có loại, nói chung là nó nhiều loại lắm. Có loại chụp giật bự hơn cái này gấp khoảng gấp rưỡi vậy. Nó là chụp giật trợ lực ngược. Ê, cho anh hỏi là cái chụp giật này nó có trợ lực hay không? Dạ cái này có trợ lực, nhưng mà trợ lực này chỉ lò xo thôi anh. Chứ nó không là hẳn là trợ lực nhẹ hết hoàn toàn. Rồi thì nhờ cái comment lại quay. Thì cái bước đầu tiên khi mình gắp cái này vô là mình gắp cái gì trước ha ông thợ? Gắp cọng dây thiều trước anh. Gắp cọng dây thiều trước. Đây, rồi quay có cái cọng dây thiều là cái nào cho quý vị mình coi luôn thợ ơi. Đây ạ. Đây là cọng dây thiều mới ha. Hiệu hiệu này gì ta? Hiệu Kinh á, Kinh. New folder. Tiếng Anh như gió vậy. Tiếng có tiếng Hồng. Đó, rồi em nhờ hai ông coi comment quay gần cái lò xo này. Cái cộng giới thiệu. Thế mặt con thợ căng quá. Cái này dễ gáp không thợ? Dạ dễ anh. Cái này cũng dễ đứt tay lắm. Cái này là cô chú phải kỹ nghe cô chú. Cái này nó dễ búng ra lắm, búng ra dễ đứt tay lắm nghe. Nên mình phải thận trọng trước khi mình tháo cái lò xo cái cọng dây thiều đó ra đó cô chú. Rồi nhờ hai ông cameraman là quay sát vô cái chụp giật này nè. Nè cái móc này nè. Cái móc này hơi tối à. Rồi là hơi tối. Đó, sáng thấy chưa? Thấy rõ chưa? Cho comment. Rồi ok. Lụm. Rồi, cho nó nằm vậy ha. Đâu? Nè, cho nó nằm có cái móc, nó móc vô cái lợi rồi đó. Này cái móc này thôi phải không thợ? Dạ. Ê đừng có nhấn xuống. Này phải không? Dạ, dạ. Rồi. Anh nhấn xuống là nó búng cái chết em ạ. Rồi, là để hai ngón tay mình chịu cái dây thiều xuống dạ, không? Đúng rồi. Rồi mình nhấn xuống lần cho cái cọng dây chuyền nó giục ra. Rồi mình buông từ từ. Buông hơi nhẹ nhẹ thôi nha. Buông quá là hơi khó chịu ạ. Cố gắng cái chi tiết này nha. Cái này nó khó. Cái này nó cực khó. Cực kỳ khó đó nghe cô chú.
thế này vậy chứ không phải dễ đâu. Con thợ đang tập trung rất là cao độ. Rồi. Lấy công gì này ra cô chú ơi. Đây công dây chì nè cô chú. Công dây chì này đó, nó quấn cái dây thèo lại nè, đứng cho công dây thèo nó bung ra nè. Rồi thì bước đầu tiên đã hoàn thành nè cô chú, là công dây thèo nó ôm trọn vào cái chụp giật rồi ha. Rồi kế tiếp là mình phải làm như thế nào nữa không thợ? Cái chụp giật nào nó cũng có cái lại gì vậy ha? Cái lại chỗ nào đâu không thợ? Quy rõ là cái nào nó cũng có cái lại ngay trong chỗ này nè. Cái lại chưa? Rồi. Cái lại là cái kẻ đó đó. Cái kẻ đó. Là cái kẻ này. Cái kẻ này. Nói cái chè hẻ đi. Cái lại. Cái lại. Để mình bỏ cái công dây thèo đi nè. À, bỏ công dây giật. Xin lỗi. À, bỏ cái công dây dây giật vô cái. Ủa? Cái kẻ. À, kẻ chè hẻ. Rồi mình gắn sao mà cho cái này nè. Nó phải móc vô đây. Đây nó cái kẻ chè hẻ dưới đây nó có cái kẻ chè hẻ nữa. Móc vô cái kẻ chè hẻ dưới. Để gì mới dễ móc rồi nha. Đâu đâu đâu, quay sao? Khi mình gắn vô là nó sẽ phập xuống gì? Mình đẩy nó lên. Mình đẩy nó lên, gắn dây thiều xong rồi mình đẩy nó lên gì à. Nó mới dễ. Đó, trong cho nó vậy đó phải không? Dạ. Rồi cái chè hẻ này nó cho nó lọt vào cái chè hẻ kia phải không? Vậy là mình đưa vô mình xây cho nó khoảng về nhiều luôn cũng được đó. Nó không cần canh là cho nó khít luôn đâu. Canh cho nó hút cái loại nãy nó nằm tầm khoảng cỡ này đúng không? Mình quay cho cái loại ở dưới nó nằm khoảng tầm cỡ này được rồi. Rồi hồi mình quay lên là vừa. Thì nó vô ra này. Vô chưa? Vô đâu. Nó vô là cái cảm giác nó sẽ trả lại không thật? Đúng rồi. Nhưng mà nó chưa vô nó trả lại cũng có nữa, nhưng mà cái cảm giác mình cái anh canh theo cái này nè. Nó nằm phập xuống mới được. Em để bật lên vậy nè cho khán giả mình xem. Cũng hơi khó lắm nghe cô chú. Khó vô. Em thấy em cũng hơi căng quá. Ngồi em đổ một hồi giờ cô chú. Thấy em thở làm em nín thở. Bình thường mà có gì đâu nín thở. Chứ em thấy ông thợ không làm được chứ em chưa biết đưa em không biết em làm được không nữa. Cô chú gắng tập trung nha. Tại vì nó cũng đơn giản lắm mà, tại vì mình làm nó chưa có ngay khớp rồi nó chưa vô á. Ông thợ ơi, hình dạ. Như là anh thấy này nó hơi hở ra ngoài luôn ông thợ. Đâu anh? À, nó hở ra ngoài chút xíu nữa. Cái này được rồi. Tại vì cái chụp giật này cái lại nó hơi ra ngoài chút. Em cũng hơi tào lao chút xíu nghe cô chú, em dạy là ông thợ luôn. Rồi vô đó. Rồi Phật ơi, em nghe cái thịt cái ai. Trời thấy ghê vậy. Vô cái thịt cái là em biết vô đó. Hay vậy cái. Rồi cái này rồi, mình có tha cái gì dầu G7. Ăn gì không? Tôi xin miếng G7 Rồi, G7. G7 xịt tôi đâu? Rồi, ví dụ như cô chú không có G7 thì sao em? Xăng cũng được anh. Mà cái này mình chỉ làm cho nó nhả xét thôi chứ nó không phải là bôi trơn. À, cái G7 là xăng cũng được. Nhả xét ha. Dạ. Xịt vô đây nói chung là cái cọng dây thiều ở mé dưới á, cái mình gắn vô đầu tiên á là cái đó mình có mỡ bò đó, mình đưa vô nó thì cũng êm. À. Xài nó bền hơn. Còn mình không có thì cũng không sao. Tại anh cộng nó có tầm 25-30 ngàn. Ê, từ từ gắn cái lò xo vô làm sao? Cô chú nhiều khi cô chú đỡ nhanh quá không biết đường gấp lại, em làm từ từ nha cô chú biết. Rồi ha. Cái nó này nó có cái móc nè. Nè, chỉ em để nguyên một vòng luôn. Quay qua đây vậy nè, cô chú thấy nè, đó. Camagaman xích lại. Thợ cũng hơi khó tánh nha cô chú. Thấy nguyên cái vòng này không có chỗ nào đút vô được hết chứ. Chỉ có cái chỗ này. Chỗ này là đút vô được à. À, nó có cái khe gì mà mình chọc vô khe đó ha. Đó thấy nó nằm trọn trong này là vậy là rồi đó nha. Ừ. Ở này cái lỗ nè. Chọc vô đây. Ờ, cái lòi phải đâm vô cái lỗ. À, cái lòi này phải chọc vô cái lỗ. À, đâm lúc cán không? À, bằng mặt anh lúc cán chết luôn. À, bằng mặt thôi nha. Đừng chơi lúc cán nha. Anh cho lúc cán là chết luôn. Rồi. Rồi con ốc này mình dặn vô cứng tay. Anh thấy người ta quay cái này trước mà. Đâu có anh. Em làm khác người ta lắm.
à, làm khác người ta nghe quý vị ơi. Là giống như khác người á. À, người ta gắn người ta ấy, người ta ép đồ này anh chơi anh chọt cho là lúc cán đâu mà vừa cứng tay ha. Rồi giờ cái này mình rút cho nó sao sao đi. Rồi cầm gì nè. Quay quên được chiều cái đồng hồ đấy. Quay là quay ở đây là ông thợ đây từ cầm cái tay phải phải không? Ngược kim đồng hồ. Cầm tay phải mình quay ngược kim đồng hồ, đúng rồi. Đây là 12, này là 9 giờ đi. 9 giờ mình quay lên 12 giờ và quay trả ngược lại kim đồng hồ ngay cô chú. Rồi quay. Đấy. Quay ừ, quay anh cầm gì thôi thế quay được. Quay cho anh quay luôn giờ nè. Cô chú xem. Không có tính mà trời trời. Ờ gì đâu đó. Đó, nó quay tè tè. Quay sao mà mình nó giật bung ra chân cười xíu luôn nè. Có rồi này. Dạ dạ đây sao đó. Mà hướng dẫn sao mà bung ra. Bung đây, ra cười xíu luôn. Em không có dạy. Này là em chỉ hướng dẫn cho cô chú nào biết rồi, còn cô chú nào biết rồi á. Còn cô chú nào biết rồi á thì né né giùm em đừng có chửi em được cái. Thợ này cũng thợ ai lúa không rồi cô chú ơi. Ê già đã quá vậy. Thả đi không? Thả đi không? Tù quá đã. Đó, à, vậy là đã hoàn thành một cái chụp giật hiệu Realme. À. Rồi, đi comment đi sai sai ăn chút đi nó chuyện đi gần gần nó chuyện nó cẩu chết vậy. Rồi. Thả đó sao đây chạy. Dạ. Nói sao? Rồi à, em cũng hướng dẫn xong cái chụp giật của hàng Realme ha. Rồi à, nếu cô chú thấy hay thì cho em một like và một share. Một share. Một share là một giây. Share gì trời? Nghĩ mẹ đi. Cho share là cho gì ạ? Cho nguyên share đó. Cho nguyên share luôn người cô chú. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cô chú nha. Bye nha.